bạn nha. Thì con này mình cũng có quay nó nhiều clip, thì con này mình các bạn có coi clip mình cũng gặp con này rồi. Thì hôm nay cắt miếng này, sáng giờ anh chạy không có dân hứng, thì dáng này có dân hứng anh chạy cũng được nhiều cua các bạn. Thì mình quay chiếc chân ma cái nó bị hư cái mình đợi nó các bạn. Rồi mình xin giới thiệu con máy này lại các bạn nào mà chưa coi cái con máy này ha. Con máy này đang là chạy là cái mô ly, chích cái mô ly còn có tắc ba gì các bạn. Rồi, cặp bánh xích thì răng ma, còn dưới chạy bánh răng là bánh chính các bạn ơi, chạy dò không, chỉ đấu nhẹ thôi, đấu không cần nhiều. Bánh cặp xích răng ma 54 các bạn, răng ma 82 nha, là của nó 54, còn của 70 thì 53. Rồi về gắn bánh chính vô rồi cũng vừa lắm các bạn ơi, không không bự không nhỏ, người vô chạy giòn bao giòn. Con này chạy tốc độ nếu mà nó đồ gì đầu điên là nó chạy bằng con 85 các bạn, 85 chân ma. Rồi 85 chân ma đầu điên nó chưa lên đầu nha, còn này nó lên rồi. Em chạy ghê không? 70 này động cơ chưa bung, hộp số thì chắc bung rồi, bơm mình chưa bung. Gành các bạn, thành quên rồi. Con máy này hở mình có quay mà quên, không biết hộp số bung chưa. Nhưng động cơ với bơm mình như chưa bung cái gì các bạn. Còn cái tem đó là cái tem anh mua dán mấy trăm ngàn, cái tem 70 lút. Cái tem hái anh nói cái tem hái thì nó mắc hơn cái tem blood nha các bạn. Tem hái nó mắc hơn tem blood, bởi vì anh mua tem blood. Máy này anh đồ ấy anh háo anh để nhà cho rồi, cái này là gắn đội nóc chạy. Tài xế này anh chạy tối ngày nó không bịt khẩu trang gì cho các bạn ơi. Đó gì dọ không? Bánh chớn động cơ đấu bánh chớn đấu thêm 7 kg bánh tà các bạn. Bởi vì nó mạnh lắm. Nó lúa này là nó chạy bao ngon luôn. Có em 7 kg à. Các bạn thì mình giới thiệu các bạn mà chưa coi máy này ha, còn có bạn coi rồi cũng có biết rồi. Tốc độ siêu giọt không? Con này các bạn nhìn nó mới không? Con này anh mua lúc trước trăm mấy đó các bạn, rồi anh xài đại tu lại cũng nhiều tiền lắm. Biết con này anh không có máy, anh máy này không bán đâu các bạn ơi, máy này để dành ta sửa ta xài. Máy này vậy còn ngon ok. Có anh em mình kêu mà quay máy 70 triệu sao biết đường quay anh em. Rồi ta có bán không mà mình quay. Công ngữ 200 các bạn, đất đi đất núi nha. Đây là ngay núi Cô Tô luôn các bạn, lấy đá là sát bên luôn.
qua cái lon nhựa là tới núi Cô Tô các bạn ơi. Cỡ đây đó cỡ cây số à, tới núi rồi. Đang ở bên đá Cô Tô, anh em nào cắt bên đá Cô Tô chắc không có dư đâu. Sáng giờ đi nắng, bữa nay nắng quá các bạn, mệt quá. Sáng giờ mình cũng quay không được nhiều. Cái máy mình nó hư mà, rồi cái mình đợi nó quay cho nó sửa xong rồi nó chạy mình mới quay tiếp các bạn. Chứ quay mà lỡ lần chừng các bạn chọi đá mình chết luôn. Thì cái con này anh em mà có nhu cầu, con này chắc không bán đâu, mà anh em có nhu cầu mua thì anh em cho cái giá rồi mình có nói lời với anh này, nó có bán được bán nha. Cái này nó không bán, nếu mà được giá anh bán mà, chứ mà trả giá thấp là con này anh không bán đâu. Con này tại anh sửa anh xài. Anh em bảo có vài anh em kêu mình làm clip mà có chừng 70-80 triệu, 60-70 gì đó, rồi sao biết được mà làm được. Ta bán mới được chứ ta không bán cho được. Ở trong kênh mình có clip con Văn Ma đấu hàm 95 bán đó, anh em có muốn mua vô đó mua, mình chỉ giới thiệu thôi, mình không có lại số hỏi đó, là số điện thoại đó của ông chủ máy luôn. Anh em có muốn mua coi đồ chơi thì vô đó, con đấu hàm 95 máy đẹp lắm, máy nó bảy màu luôn. Còn anh em ở đây người ta làm như không có cho đẹp, ở đây chạy cho được, có được đất dân tộc mà. Có bà chú ruộng ngồi đó các bạn. Dân tộc công ngoài hai công à. Đi gần rồi các bạn ơi, đường hai đường nó xong rồi. Ở đây là Cô Tô là bến đất Cô Tô đó các bạn. Cô Tô Bắc Giang thì các bạn cũng biết rồi. Ai có cắt dòng vùng này chắc không có dư đâu, đây gái xong rồi. À, mà tới này anh chạy là không bao giờ anh thấy nha, quá giọt máy này chạy giọt lắm các bạn. Đúng nhanh luôn, anh hứng chuyên nghiệp các bạn ơi. Sáng không có lên hứng anh gọi anh chữ lai các bạn, anh là tài xế chủ máy luôn đó. Có lên hứng rồi anh gọi anh chữ lai. Bụi các bạn ơi. Đó, tốc độ chưa dọn các bạn. Cái hướng sạch nghe, tôi đứng vào đẩy treo treo á. Rồi, không biết các con này xong mà còn các con nào nữa không đây. Có bụi các bạn thấy là ghê chưa, bụi trắng chị hiên hết trơn. Cái này binh không có ấy mà chạy rất là ngon. Chị chích cái mô ly chích lại nhỏ lên chút các bạn ơi. Chứ đây còn tắt ba hay gì à. Rồi xong rồi đó, còn biết cắt chỗ nào nó không đây. Rồi các bạn ơi, em xong bên khu đó thì qua khu khác. Mà sáng giờ chắc là chưa có kéo được xe nào các bạn, tại vì chưa có đường ra. Kéo ra bờ kinh bên đây mà trên, bắt đầu từ trên chân núi cắt dài xuống, bây giờ chưa có đường ra, bắt đầu cắt dài mới có đường ra nha các bạn. Này khu này có công đất cái gì nãy đưa thấy ba cái bao à. Công gửi vậy các bạn ơi, cái công gửi quá. Các bạn máy này nó đẹp lắm, nó còn mới đó các bạn, liền đồ tiền đồ lắm. Tài xế anh cũng vui vẻ lắm các bạn. Máy này chạy cũng ngon lắm. Thì máy này cũng quay nhiều rồi, quay 3-4 clip gì đó các bạn ơi. Mà lúc trước con này nó chạy miếng đất lúng mà, lúng đất dân tộc mà bắt ra đất lung lúng các bạn. Sụp lên sụp xuống nhìn nó ghê lắm. Mà máy này giọt thiệt. Máy này nó chạy ngon lắm các bạn, 70 g chạy không lợi đâu. Tôi bảo các bạn 70 lút, 70 léo gì vậy không lợi đó. Nó chỉ đấu cặp bánh chính dưới ấy thôi. Cái này coi nó chạy tốc độ gì là bằng với con 85 á các bạn, 85-850 nhân ma. Đó cặp bánh chớn gắn bánh đà 7 kg vô nha các bạn. Thì mình biết sơ sơ về con máy này, biết sơ sơ do cặp bánh xích thì bánh xích của Văn Ma 82, nó mua cái đĩa 9 triệu. Thì mình biết gì mình giới thiệu các bạn coi ấy, người ta binh sao thì mình quay máy, mà kênh mình thì quay máy cắt, thì như máy cắt thì nó binh sao thì mình nói các bạn, các bạn có anh em nào cũng muốn làm thì làm theo vậy, chứ mình cũng không biết gì gành máy lắm các bạn. Máy cái hơi đã lắm. Cái khu này bự lắm mà sao ướt bao đó các bạn ơi, đây đưa bao nhóc hết trơn nè. Sẽ giạc
chạy bao giọt các bạn, máy này chạy bao giọt thiệt nha. Bữa nay có con 61 các bạn ơi, chắc bữa nay mình quay 60 các bạn thôi, 60 đó cũng quay rồi, nhưng mà hôm nay mình quay tới nữa, tại vì cắt ở đây cũng nhỏ nhỏ rồi mà. Thì mình đã đi cánh nào thì máy cũ mới thì có hết video, kết thúc video đây nha. Cảm ơn các bạn xem video của mình.